Chào tất cả các bác đến với Đá Quý Thịnh Vượng. Vâng, hôm nay em giới thiệu cả nhà một lô tinh thể đá gốc nha các bác nha. Tinh thể Sibinel trong đá gốc ạ. Đây như này. Đây là một Sibinel nha các bác nha. Đỏ hồng. Còn xanh này là Agassiz xanh nha các bác nha. Đây Agassiz xanh. Còn xin cả Sibinel. Trên nền đá trắng nha các bác nha. Đá trắng là canxit ạ, cẩm thạch. Trên nền đá gốc đấy. Mặt tinh thể Sibinel. Cái này tự nhiên 100% nha các bác nha. Cái này nó nằm trong một cục đá nha. Cái mặt này cho nó nằm trong cục đá. Để người ta đào à, người ta đục ra để lấy cái mắt này, nó nội cái mắt này ra nha, chứ nó là thực chất là một khối đá trắng. Cái mắt này nó có trong đá trắng luôn. Tinh thể Sibinel đá gốc rất đẹp, loại này trưng bày tủ để bàn này rất chi là đẹp nha các nhé. Một lô tinh thể để trưng bày nha các bác nhé. Bác nào chưa có cái loại tinh thể này thì sưu tầm thì cứ liên hệ với em nhé. Bác nào sưu tầm cái loại này thì liên hệ với em qua số Zalo hoặc số điện thoại là 0363 314 173, Facebook là Đá Quý Thịnh Vượng 368 ạ, viết liền không dấu. Tinh thể, mặt tinh thể trong đá gốc. Sưu tầm rất chi này. Vâng, bác nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ với em qua số Zalo đi ạ. Vâng, anh chị em nào có cùng sở thích đam mê về đá quý cũng như là đá phong thủy thì có thể là đăng ký kênh và giao lưu các món hàng với lại shop nha các bác nhé. Giao lưu các món hàng với lại shop nha các bác. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi video.